Xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 10 thì em về được một lô bi hoa nhá. Cây lô bi, một lô cây bi hoa loại cỡ lớn như này nhá. Cây này cao khoảng độ 1m6, 1m7 nhá. 1m6, 1m7, gốc 2 phân rưỡi đến 3 phân. Cây rất là đẹp và đang cho hoa như này nhá. Thì mùa này đang là mùa bi hoa rồi, là hay vẫn còn gọi là nhót nhật hoặc là quả tì bà đấy ạ. Ở bên Trung Quốc, ở cái mạn mà Mông Tự ấy ạ, nó rất là nổi tiếng lựu, mà rất là nhiều vườn ở bên đấy người ta đã phá lựu để trồng bi hoa, bởi vì là cái quả bi hoa này nó rất là ngon, mà hàm lượng dinh dưỡng cao và đang rất là được ưa chuộng trên thế giới luôn nhé mọi người nhé. Không riêng gì Việt Nam hay Trung Quốc mà cả trên thế giới người ta đều rất là ưa chuộng cái cây bi hoa này. Thì cái lô bi hoa này nhà em mới về nhá. Thì ở đây là em có một số em mang về đây để thứ nhất là để đóng cho khách, và thứ hai nữa là để em quay video cho mọi người rõ hơn để cái cây bi hoa này. Thì em sẽ quay lại gần nhá. Thì các cái cây này thì nhà em đang có hoa rồi, bắt đầu hoa hết rồi nhá, đang vào mùa bi hoa, đang hoa hết như vậy rồi. Đó, các cái này là chúm, bắt đầu chúm nụ này. Đây, lụ của nó như này nhá. Cái quả bi hoa này hay vẫn còn gọi là nhót nhật đấy ạ, thì nó rất là ngọt, quả ngọt mà nó mềm. Để em xem là liên tưởng nó đến quả gì. Nó gần như là cái chất của nó gần như cái quả xoài ấy mọi người nhá, nhưng mà nó ngọt, ngọt ngọt cực kỳ ngọt luôn. Bi hoa ngọt nhá. Đây là bi hoa ngọt chứ không phải cây bi hoa chua, không phải cây nhót nhật chua đâu. Đó là cây bi hoa ngọt. Thì ở đây nhà em đang có những cái cây này mới về đây, rất là đẹp nha. Đấy, nó đều ra hoa hết như này rồi. Cây cao khoảng độ 1m6, 1m7, gốc 2 phân rưỡi đến 3 phân. Đây, rất là đẹp. Và cây là nguyên bầu, nhập nguyên bầu về luôn nhé mọi người. Thì các cái cây này thì nhà em đang bán là, như bình thường ý, là nhà em đang bán là 1,4 triệu. Đang bán là 1,4 triệu. Thì hôm nay đầu clip ý, thì em cũng sẽ sale cho mọi người cây này còn 1 triệu nhá. Cây này còn 1 triệu em sẽ bán 10 cây đầu tiên. Đôi, 4, 6, 8. Đúng rồi, 10 cây đầu tiên sẽ là 1 triệu một cây. Và các cây sau thì em sẽ không có giảm giá nữa đâu nhá mọi người nhá. Thì ai lấy cây nào thì cũng có thể nhắn tin cho em. Thì em sẽ chọn cây và gửi. Một là em sẽ gửi hình qua Zalo. Hai là em sẽ chọn cây thật đẹp em đóng em gửi cho mọi người nhá. Thì bi hoa là em đang giảm giá còn 1 triệu một cây. Thì cây này em sẽ không bao ship được đâu nhá, nó lặng đấy ạ. Thì em xin phép là em sẽ cộng 80.000 tiền ship, còn thiếu thì em sẽ bù nhá. Cây này nó sẽ rơi vào 120.000 đến 130.000 tiền ship đấy ạ. Thì cây này em sẽ gửi ship code nhá, gửi ship code đến tận nhà cho cô bác anh chị được khỏi phải ra bến xe lấy thì nó sẽ rất vất vả nhá. Đó, thì quay tiếp theo là em sẽ quay đến cây táo tàu cho mọi người xem nhé. Cái cây táo tàu này, táo tàu này thì em vẫn còn 3 cây, cây mất rơm nhá. Mất rơm em vẫn còn 3 cây này. Mất rơm thì đang lên lọc rồi. Đây có cây này đang lên lọc nhiều này và đang hoa. Cây này em cũng sale 1 triệu nhá. 1 triệu cây này thì nó đang lên này. Đang lên chút chút thôi. Đang lên một thì em cái này thì em giảm giá cho mọi người còn 1 triệu một cây. Còn đây, sang tới đây, cây GA866 thì em còn mấy cây thôi nhá. GA866 còn 4-5 cây. Thì mọi người nhanh tay mua nhá. À đây, vẫn còn GA866 vẫn còn ở đây. Thì GA866 em vẫn bán 420 nhá. 420.000 một cây. Đó, mọi người tranh thủ mua nhá. GA866 rất ok. Đây, còn đây là cái quả. Đây, em sẽ so cho mọi người quả đây nhá. Đây, ở trên tay của em đây, nó là có quả, đây là đông dao này. Quả to nhất là đông dao. Quả thứ hai đây là quả này là sùa khen. Và quả nhỏ và hơi lõm đít này thì là quả này là quả honeyja nhá. Honeyja. Đó, để mọi người xem cái size quả của nó này. Ba cái quả size quả rất là đông dao to hơn khá nhiều đấy nhá mọi người nhá. Đông dao to hơn khá nhiều luôn. Thì đông dao ở đây thì em vẫn đang bán là 350. Đông dao 350 này. Sùa khen cũng 350 và honeyja cũng là 350 nha mọi người nhé. Thì em ở đây chắc là chỉ còn vài chục cây thôi. Mọi người nhanh tay mua nhá. Mọi người nhanh tay mua 350 một cây này. Gốc của nó như này nhá. Đó. Đó, gốc của nó khá là to, cây 25. À mọi người ơi, hôm trước ý, thì em có gửi một cái cây cho cái cô khách á,
Thì cô ấy bảo là nó bị gãy và nó bị tuột lá ấy, thì mọi người chú ý giùm cho em là cái cây ở ngoài em nó là miền Bắc rồi, ngoài em nó là miền Bắc nhá, thì lá của cây của em thì nó cũng sẽ không xeo vụ như ở trong miền Nam mọi người, thì nó sẽ già lá này, cái cây của em nó sẽ già lá như này. Em tức là nhà em rất là nhiều việc, em không có thể tuốt lá của nó đi được, nên là em để cho nó rụng tự nhiên. Còn cô bác anh chị mà trồng một vài cây ấy, thì có thể tuốt lá để kích thích cho nó bật chồi nhanh hơn, thì cái cây của mình nó phát triển nhanh hơn nha. Thì nó tới nơi ấy, nó bị tuột lá như thế này thì mọi người cũng đừng có lo lắng gì cả. Cái này mọi người về mọi người tuốt vặt đi cho em như thế này nhá, vặt đi cho em, vặt đi cho em như thế này thì nó sẽ bật chồi từ đây ra nhá, nó sẽ bật mầm bật chồi từ đây ra và nó sẽ ra ngọn mầm mới và sẽ ra hoa luôn. Cho nên mọi người đừng lo lắng gì cả. Đây này, như này này, tuột lá này, cô ấy bảo là nó bị rụng, nó bị gãy, không thể chấp nhận được, phải 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 trả lại cho em. Thế rất là tội cho em, mà cái cây nó không có đáng bao nhiêu tiền cả, mà gửi đi gửi về, tức là nó mất nhiều ngày ấy, thì cái cây của em nó khả năng nó chết rất là cao. Thế rất là tội nghiệp cho em nhá. Thì mọi người cũng cố gắng xem hết clip dùm em nhá, cố gắng xem hết clip dùm em, thì cái cây mà em sẽ gửi nó sẽ như thế này nhá. Đó, cái cây em gửi nó sẽ như thế này. Thì ở đây em còn đông dao này, đông dao này, sugarcane này và honeydew nhá. Thì em bán cho mọi người là 350 một cây, vẫn sale cực kỳ rẻ luôn. Ở đây chắc là còn mỗi loại khoảng độ chục cây, hơn chục cây thôi. Thì mọi người ai mua thì nhanh tay mua giùm em nhá. Còn cây này là cây dragon này, dragon là 400 nhá. Các cái đấy, mọi người nhìn thấy không ạ? Nó đang rụng lá này, nó đang rụng đi như này. Đó, nó cứ vàng lá nó rụng hết đi là nó sẽ rụng nốt cái cẳng này. Cái cẳng này nó đã rất là dễ rụng rồi. Đó, chỉ cần chạm vào là nó rụng rồi đó. Thì mọi người cũng đừng lo lắng gì nhá. Với cả em nói này, nó đi xa ấy, đây là bọn em có nhập về này, bọn em đi từ Tân Cương về á. Đó, nó bị gãy như này nó là chuyện quá bình thường luôn. Nó về nó lên lại lên bình thường, không có ảnh hưởng gì cả đâu nhá. Cho nên là nếu như mà vì gãy một phân hai phân mà không nhận hàng rất là tội nghiệp em nhá. Thì mọi người cũng thông cảm cho em, bởi vì là cái táo tàu này nó rất là dễ gãy. Dễ gãy đâu. Đây, nhiều cái mà nó bị gãy như này, gãy có một phân hai phân thôi mà không nhận cây dùm cho em thì rất là tội mọi người nhá. Thì mọi người chú ý rồi vặt đi cho em như này này, như các cái này, các cái cành này ở ngoài mà em ở ngoài em tiện tay thì em vặt được thì nó sẽ lên rất là sớm đó. Đây nó về này, nó rụng hết như này, mà đây cô ấy bảo là nó bị đen như này, nó bị đen như này mà là cây sẽ chết này, rồi là sẽ không nhận cho em, rất là tội nghiệp nhá, rất là tội nghiệp em. Đó, em còn một cây này là 300 này. Cây này thì nó đang trụi hết lá rồi, nó đang chút hết lá rồi, nó chuẩn bị hết cái này về mọi người vặt đi cho em nhé. Đấy, ai lấy cái cây 300 này thì nhắn cho em, cây này em để 300 nhé. Đó, cây honeydew, cây 300. Đó, cây này tầm cao được hơn 1 mét nhé. Hơn 1 mét, này gốc của nó đây nhá. Đấy, mầm này đang lên đây này. Đó, đang lên. Đó, gốc này. Đấy, cây này em để mọi người 300 nhé. Đó, còn đây là ấy này. Đây là cây dung dao ở đây em còn mấy cây, dung dao còn đôi 4 6. Còn 8 cây dung dao 400 nhá. 420 đấy mà em để 400 luôn nhá, dung dao 400. Gốc rất là to. Còn đây là cây vừa nãy có anh cũng hỏi em cái cây nho thân gỗ, lần trước em bán hơn 8 triệu đấy. Thì em còn mấy cây ở đây. Em còn mấy cây ở đây thì em sẽ giảm giá sale cho anh chị còn 5 triệu rưỡi nhá. Còn 5 triệu rưỡi em không bao ship, cây này bắt buộc là phải gửi xe, không có ship code được nha. Thì ai chịu khó chạy ra đường quốc lộ lấy dùm cho em. Hoặc là nếu như không lấy được thì nhắn cho em trước, thì để em còn sắp xếp, em bảo nhà xe người ta sẽ tăng bo vào nha. Thì tiền xe hết bao nhiêu thì em sẽ báo này. Cái này nó gốc vanh khoảng độ 22, 21 đến 22 nhá, quả rất là to này. Đó, quả nho thân gỗ rất là to nhá. Đó, nho thân gỗ tứ quý em sẽ đo với cả mấy cái quả táo tàu của em. Đó nè. Đây, nó so với cả, nó phải to bằng honeydew nhá. Quả của nó phải to gần mấy cả bằng honeydew. Lại loại này là nhà em để nguyên bầu lâu năm rồi mọi người nhá. Loại này là nguyên bầu lâu năm rồi, cho nên là mọi người cứ tranh thủ mua đi. Nhà em còn 1 2 cây thôi, em bán rẻ cho nhá, có 5 triệu rưỡi thôi. Người ta vẫn bán 9 10 triệu một cây á. Đó, cây rất là xanh tốt nhá.
cái rất là xanh tốt như vậy này. Đó, thì đây, ở đây em vẫn các cái cây này là em cũng chưa bứt được trái này. Đó. Đây, các cây này, các cây nho thân gỗ này thì nó cao khoảng độ 1m7. 1m7 và cây cũng đang có hoa, có trái từ gốc đến ngọn luôn nha. Cái cây này thì em sale còn 1 triệu mốt này mọi người này. Cây này còn 1 triệu mốt nha. Đây, mọi người nhìn xem. Trái chít chít luôn. Trái chít chít luôn nha. À đây, dưa tây em vẫn còn nha, cô bác anh chị nha. Dưa tây là 65.000 một cây này. Dưa tây 65.000 một cây. Ôi, đây là các cây hồ lô của em nhé. Các cây hồ lô em chỉ còn mấy cây thôi. Hồ lô này lên này rất là đẹp nhá. Đó, 1 triệu một cây nhá mọi người nhá. 1 triệu một cây. 1 triệu một cây hồ lô này. Thì cây gốc khoảng độ 2 phân, 2 phân rưỡi. Cây này tầm 3 phân này. Gốc cây này tầm 3 phân. Thì em vẫn bán ai nhanh tay thì được cây to trước nhá. Bán 1 triệu một cây đấy ạ. Hồ lô này là đại hồ lô nhá, chứ không phải là hồ lô đít tròn đâu. Đó là hồ lô đít dài nhá. Cái cây này thì nó đang hoa rất là nhiều này. Hồ lô này đang xem hoa rất nhiều. Đó, đang hoa rất là nhiều này mọi người nhá. Thì cũng là 1 triệu một cây hồ lô này. Cây này cũng là 1 triệu một cây. Cây này là cam cara 80. Rồi hồng giòn, cây giống cũng 80 nhá. Hồng nhật đấy, cây giống 80. Còn đây là cây cây ly này. Cây ly rube nhá. Cây ly này. Cây ly này thì là của em là 1 triệu 8 này. Cây ly này là 1 triệu 8 một cây. Thì còn hai cái cây này sáng nay em vừa mới chạy ra vườn ý, thì là em đã vặt lá được rồi. Đó, lá của nó đây, em đã tút lá xuống để cho nó cây nó lên cái đợt tiếp theo và chuẩn bị ngủ đông nhá. Lá lên đợt tiếp theo rồi sẽ chuẩn bị ngủ đông. Còn đây mấy cây vú sữa hoàng kim này em sale 500.000 đây này mọi người này. 500.000 một cây không bao ship nhá. 5 cây rất là to, 500.000 một cây không bao ship. Ai lấy thì nhắn cho em. Đó, em còn mấy cây đấy. 500.000 một cây nhá. Cây rất là to. Còn đây là cây Sansili đây. Hôm trước em quay cho mọi người ấy, nó không có được đẹp mấy nhá. Đây, không được đẹp mấy nhá. Nó không được đẹp mấy, nhưng mà hôm nay nó rất là đẹp rồi. Đó, mọi người nhìn này. Ngọn nó lên này. Đó, ngọn nó lên rất là đẹp luôn. Ngọn nó lên rất là đẹp này. Đây. Đó, cây này thì em bán sale cho mọi người 2 triệu rưỡi luôn này. Cây Sansili nhá. Sansili 2 triệu rưỡi. Ai lấy thì nhắn cho em. Còn ở đây bên này là có mấy cây Sansili này thì em còn chắc khoảng còn khoảng độ 1-2 cây. Thì là xem mọi người còn 1 triệu nhá. 1 triệu Sansili. 1 triệu Sansili nhá. Ai lấy nhắn em liền. Ai lấy nhắn cho em liền nhá. Để em đi sang trèo qua kia. Đây, cây này là đã bắt đầu hết quả rồi này. Cây này là cây Việt quất chuẩn bị hết trái rồi. Đây là liệu tím nha. Liệu tím này. Liệu tím này thì là cây hết trái này, em để 800 nhá. Liệu tím em để 800 này. Liệu tím em để 800. Còn cây có quả đây này mọi người này. Em vẫn ế cây này quá mọi người ơi. Ui, quả này bị thối mất rồi. Quả này bị thối mất rồi. Mưa quá nó bị thối mất rồi. Em bị ế quá mọi người ơi. Này. Em bị ế cây này rồi. Cái này em sale 900 đấy, đang có quả, ai lấy dùm em đi nhá. Ai lấy dùm cho em thì vẫn còn quả đây. Quả này, đó. Bị thối mất một trái rồi. 900 nhá, mọi người lấy dùm cho em đi, gốc rất là to đẹp. Trời ơi, Purple Jordan của em nó bị rụng lá hết rồi này. 220, ai lấy dùm em đi. 220 một cây nhá, Purple Jordan ấy. Purple Jordan rồi White Gay Loa. Rồi Zinau Fan 220 một cây nhá. Cái này là Tiger Tooth 200. 200 một cây. Còn đây là lê này mọi người. Lê lâu Hàn Quốc nhá. Lê lâu Hàn Quốc cây to bự bự bự. 2 triệu 2. Đây, 2 triệu 2 một cây. 2 triệu 2 nhá. 2 triệu 2 một cây này. Đây là BBR này. BRBR là 350, BRR là 400 nhá, 400. BRR cây này chỗ e của em nó đang bị
bị chết bởi vì là mưa lỗ úng. Đây là cây nho 12 vụ này mọi người này. Nho 12 vụ, cây 35. Cây số 35 này. Đấy, gốc của nó đây. Gốc này. Thoát thân 20. Cao 1m4. 900 nha mọi người nhá. 900. Đây là lê này, lê lâu Hàn Quốc, cây nhỏ là 170 nhá, 170 em vẫn còn. Số lượng rất là nhiều, ngoài vườn nhà em còn rất là nhiều nhá. Ai lấy thì nhắn tin cho em qua số 0967439 0967439699. À mọi người ơi, ai mà mua đơn trên 1 triệu ấy thì em sẽ tặng một cây lê nhá. Mua đơn trên 1 triệu em sẽ tặng một cây lê hoặc là tặng một cây lựu Ấn Độ đi. Đó, quà tặng đầu tiên luôn. Quà tặng cây lựu mấy cả. Cây lựu là 180 này. Cây lê là 170. Mọi người mua đơn trên 1 triệu là em sẽ tặng một cây nhá, một cây lê hoặc là một cây lựu nhá. Đó, một cây lê hoặc một cây lựu. Thì ai lấy loại nào thì cứ nhắn tin cho em là Trang Yến ơi, cho cô hay cho anh cho chị một cây lê hoặc một cây lựu. Một cây lê thì nói một cây lê, một cây lựu thì nói một cây lựu giùm em nhá. Vườn em rất là nhiều. Thế nên là quà tặng thì không giới hạn, nên là mọi người ai lấy cây gì thì cứ nhắn tin gọi điện cho em. Còn đây là la Đài Loan. La Đài Loan đây, hoa rất là nhiều. Đó, la Đài Loan này em sale mọi người 200 nhá. La Đài Loan 200 này. Lê đây nhá, lê nhà em toàn bộ là cây nhỡ nhá. Cây nhỡ chứ không phải là cây nhỏ đâu. Cây nhỡ nhá, không phải cây nhỏ, cho nên là mọi người yên tâm. Cây này 170.000, người ta bán toàn 6-700 một cây đấy. 6-700 một cây đấy, nhưng mà nhà em là xỉ tận gốc nhá, lấy tận gốc và bán tận tay cho mọi người luôn, cho nên là giá rất là ok. Đó, mọi người mua đơn trên 1 triệu là em tặng một cây lê nhá, một cây lê hoặc một cây lựu nhá. Còn đây là cây nho này, nho 12 vụ nhá. Nho 12 vụ này thì là 55.000 một cây này mọi người này. Đó, nho 12 vụ này 55.000 một cây. Hoặc là em sẽ tặng một cây nho thân gỗ 12 vụ này nhá. Đó, mọi người lấy cây lê thì lấy, hoặc lấy lựu thì lấy, hoặc lấy nho 12 vụ thì em sẽ tặng kèm nhá. Đây là cây tiệp bớt nhá. Cây tiệp bớt cũng 1 triệu này. Cây tiệp bớt hôm trước em cũng test quả rồi đấy, quả rất là ngon. Rồi, thôi em xin kết thúc video nha. Mọi người like, share và đăng ký kênh dùm cho em nha. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều.